Xin chào quý anh chị, quay trở lại với kênh của chúng nha. Kính chúc quý anh chị có một ngày bình an, vui vẻ và làm việc năng suất hiệu quả nha. Hôm nay em về thêm cho anh chị một chiếc xe gọn gàng, tiết kiệm, nhập khẩu nguyên chiếc và trong tầm giá 350 mà lướt gần như mới luôn. Đây là Mitsubishi Outlander số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và với lăng bánh chỉ có 10.000 cây số thôi anh chị. 10.000 cây số nha. Đối với một chiếc xe ô tô thì gần như là mới rô đai thôi. Rất mới luôn anh chị. Một vòng tổng thể cho anh chị xem. Xe này vừa về bên em cũng chưa dọn rửa, nó còn bụi thôi anh chị. Xe chỉ có bụi tí xíu thôi. Rửa xe đánh bóng là có thể giao được cho anh chị rồi. Và bên em sẽ hỗ trợ thay nhớt và lọc nhớt cho anh chị luôn nha. Khi mà anh chị mua xe bên em thì bên em sẽ hỗ trợ về chất lượng, pháp lý và bảo dưỡng xe trước khi giao cho anh chị luôn. Anh chị lái về cho việc đi thôi. Xe này thì đang được chào bán với giá chỉ có 356 triệu thôi anh chị. 356 triệu anh chị có chiếc xe 10.000 cây số thôi. Số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc. Đây, 10.090 km. Đây là phiếu nhắc bảo dưỡng ở 13.000 cây số anh chị. Ở Mitsubishi Biên Hòa là xe bảo dưỡng ở 8.000 cây số rồi. Xe có trang bị Smart Key nè. Đây ghế nè. Xe này thì lúc giao thì bên em sẽ dọn rửa là sạch đẹp nữa nha. Tại vì xe nó vừa về luôn, em cũng chưa dọn rửa gì hết trơn, nó còn hơi bụi bẩn tí xíu thôi. Tại vì xe sử dụng mà anh chị, xe sử dụng hàng ngày mà. Có trang bị thêm màn hình Android nè, camera hành trình nè, cảm biến nè. Và 10.000 cây số thì rất mới. Đây, có cruise control nè, số động có cruise control luôn. Outlander thì em đang có hai xe, một xe số sàn nữa, một xe số sàn 2023 nữa. Bán xe nó cũng bằng giá xe này. Đây, xe có trang bị Smart Key nè anh chị. Đây ghế nè. Ghế thì bên em còn vệ sinh nữa nha, vệ sinh còn nó còn đẹp lên một tông màu nữa. Đó. Xe này thì vừa về thôi, còn bụi bẩn, chưa rửa luôn anh chị, em chưa rửa luôn. À, bụi trên kính nè, không? Tiết kiệm lắm. Chạy trong phố là 6,5 lít, chạy kết hợp là 5,36 lít và chạy đường trường nè anh chị, chưa được 5 lít nữa, chỉ có 4,7 lít thôi, tiết kiệm lắm. Dòng này thì phù hợp cho anh chị đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh ha, rất là hợp lý. Đây ghế nè anh chị. Em đang ngoài ngoài nắng luôn á, nên chị xem rõ nhất. Phía sau là ba cái tựa đầu, xe này 5 chỗ nha. Có tựa để tay ở giữa nữa nè. Phân khúc B cùng phân khúc lại Vios, City, Accent. Ngồi thì không quá rộng nhưng mà cũng không quá chật. Thoải mái, ok. Xe được cái là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị. Gọn gọn, tiết kiệm. Cho chị em chở con đi học cũng thoải mái ha. Gọn gàng, dễ đi trong phố. Xây sở nó dễ. Đó, mâm đúc áp tray này chị. Đây cốp nè, cốp tương đối, phân khúc B là đủ xài thôi. Bánh sô cô chưa lăn, ở trong cốp nó còn bụi bẩn nè chị, tí xíu thôi, nhưng mà lúc giao bên em sẽ dọn rửa lại ha, sạch đẹp. Đó, phía sau là có trang bị cảm biến, có cam gia rồi đầy đủ hết, có cản gió nữa kìa anh chị. Để mở khoang máy nha chị xem nha, bỏ hay giày cui thôi, bỏ theo xe hết. Bỏ khoang máy cho chị xem. Mấy hôm nay thì em có công việc, em ít quay video, cũng có nhiều anh chị hỏi sao giờ này ít lên video quá. Tại vì về xưởng em có công việc anh chị, mấy hôm nay đóng cửa, có công việc ngoài ý muốn nên đóng cửa phải 3 ngày. Nên hôm nay mới mở cửa lại. Đó. Nói chung việc xảy ra ngoài ý muốn thôi, em cũng chẳng vấn đề gì. Okay, bây giờ thì mới trở lại với công việc. Mới quay video cho anh chị xem. Rồi để mở khoang máy cho anh chị xem nha. Dạ đây máy xe nè anh chị. Máy xe vừa về bên em chưa dọn rửa thì nó hơi bụi bẩn tí xíu thôi. Quan trọng là cho anh chị xem chất xe mọc luôn. Đây, ốc nó còn nguyên hết nè anh chị. Đó. Đây, ốc chân máy nè, ốc dàn cò nè. Đó, ốc ABS nè, ốc phuộc nè, ốc cabo nè. Đó, chuẩn chỉ hết. Tất cả xe bên em bán đều có cam kết rõ ràng cho anh chị về chất lượng ha và pháp lý. Nếu như mà anh chị theo dõi bên em thì chắc chắn sẽ biết rồi. Trước khi giao thì bên em sẽ chăm sóc vệ sinh lại xe sạch đẹp tươm tất và bảo dưỡng xe trước khi giao cho anh chị luôn. Giao cho anh chị là một chiếc xe sạch đẹp tươm tất và chất lượng tốt nhất. Và pháp lý thì công ty sẽ đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha. Rồi, chỉ có 356 triệu thôi. Anh chị có Outlander 2020 nhập khẩu nguyên chiếc, mới chạy đúng chuẩn 10.000 cây số thôi. Xe về còn chưa dọn rửa luôn anh chị, còn rất là mới. Rồi anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nhé, qua số điện thoại là 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em thì chắc chắn sẽ được hỗ trợ tốt nhất. Và xe này thì em vẫn làm ngân hàng được cho anh chị nha. Ngân hàng hỗ trợ mình được tối đa 65%. Anh chị trả trước đâu đó loanh quanh khoảng 100 mấy, 140, 150 là có thể nhận xe rồi, rất là thoải mái.
Rồi, cảm ơn chị xem video nha. Anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nhé. Cảm ơn chị, bye bye.